Chào mừng các bạn quay lại với channel Graphic Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy lại file AutoCell backup ở trong AutoCAD. Ví dụ ở đây mình đang thao tác với một có một mình đang thao tác với AutoCAD này. Giả sử như mình đã vẽ sẵn hoặc hỏi như này thì trong quá trình bạn vẽ thì các bạn có thể vẽ xóa các bạn bị bây giờ mình nhấn add để mình lưu lại cái file này. Giả sử như trong khi các bạn đang tắt vẽ thì sẽ có hiện tượng máy bị tắt nguồn đột ngột hoặc các bạn chưa có lưu hoặc là đang vẽ rồi cái nào đó mà cái file đang vẽ mà đem là đây nó bị hỏng không thể mở được nữa thì các bạn tìm cách trú lại cái mặt của bạn đang thao tác. Giả sử như đây là cái file là nó sẽ được một cái file lưu.bank được lưu chung với lại cái file mà các bạn đang vẽ. Thì đây là cái file gọi là lưu đẹp, này gọi là lưu đẹp để các bạn để khôi phục lại cái dữ liệu trong cái bản vẽ cát của các bạn. Khi mà các file chính bị hỏng thì phải chính này đây, xóa đi thì mình còn cái file này mình sẽ đổi đưa nó thành là dkg đưa vào cát. Yes. Đây thì nó được chuyển thành cát bằng mở lên. Thì nó sẽ lấy lại cái lần xoay gần nhất của các bạn với cái bản vẽ của bạn đang thao tác. Thì cái cách này có thể bạn phải giúp bạn cứ là phần dữ liệu của bạn chứ không phải nợ mà phải mất hết, bạn không có cách tìm lại cái dữ liệu. Và cách thứ nhất, cách thứ hai nữa là các bạn có thể nộp vào mẫu C từ bàn phím và nhấn chữ nút Alt để là thấy được những tool phía trên này và vào tool folder option có thể view tích vào son thành file và bỏ hai cái này để các bạn thấy được file ảnh và thấy được những cái đuôi file của từng file đang hiển thị. Bây giờ các bạn vào use và một cái này là một tên của máy nhé. Này thì mà máy dù mình có mua không có đặt lại là tên này có đề tên của máy và một tên của máy và một hash tên local tên. Thì ở đây nó có chứa tất cả những cái file mà là các bạn thao tác trong khoảng thời gian mà nó được lưu, hoặc có là đây modify để lấy cái ngày mà các bạn đang thao tác của cái máy mà các bạn đã được lưu autosave ở trong này. Ví dụ như hai lần này 78 thì mình phải tìm 78, giống như là ngày hôm qua mình có làm cái bản vẽ cho khách thì phải tìm những cái file đó ở trong bọc thì ở đây mình đã tìm thấy có một cái đường file là chấm bak đây như mình nói các bạn khi nãy, các bạn chỉ cần đổi đường đi nó lại thành thì mình chép này mở ở đây 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 là cái bản vẽ mà mình đã vẽ ngày hôm qua cho khách dùng
mình thấy mình đã cứu được cái dữ liệu đang bạn như vậy. Các bạn có thể áp dụng đây là hai cái cách mà mình có thể sử dụng để cứu những cái dữ liệu trong một ngày khác mà mình hay bị mất và khi sẽ đến trao đổi. Ngoài cũng nhận được đơn giản như thế này thôi. Các bạn có thắc mắc gì các bạn mình luôn biết. Chào hẹn gặp lại các bạn.